Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác đó là cách để tra cứu vận đơn của mình nhé. Thì trước khi em gửi hàng đi, em hay gửi hàng đó là bên GNT và bên Giao hàng Tiết kiệm. Thì em hay gửi hai bên đơn vị đó. Và trước khi em gửi, em lên đơn, em đều có một cái mã vận đơn riêng. Đấy, và em sẽ chụp màn hình em gửi cho các bác. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác để tra cứu tìm cái vận đơn đó, để xem hàng của mình đang vận chuyển tới đâu rồi đó. Vâng, đây. Đây là có bên GNT. Và em sẽ tìm một đơn bất kỳ. Rồi đây. Đây này, em sẽ tìm vào một cái đơn này, đó là 8 4 2 0 6 1 4 3 9 1 7 2. Rồi kê đơn hàng này là gửi từ Hải Dương và đến Cà Mau nhé. Các bác sẽ vào Google này. Các bác vào Google, các bác đánh tra cứu vận đơn của GNT. Sau đó mình sẽ nhập mã vận đơn vào. Em hướng dẫn từ đầu cho các bác nhé. Tra cứu vận đơn GNT này. Rồi kia đã vào trang web của bên giao hàng GNT. Mình sẽ nhập mã vận đơn nhé, 8 4 2 0 6 1 4 3. Và mình sẽ tra cứu vận đơn. Và đây trên trang web sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin từ ngày giờ lấy hàng đấy, cho đến bưu cục cuối nhé. Thì hiện tại bây giờ là lúc 1:06 này, ngày mùng 7 tháng 12 là đã đến bưu cục của Nha Trang. Và 20:30 ngày mùng 7 tháng 12 đã đến bưu cục của Bình Định nhé. Đấy, thì đơn này sắp được ra cho khách rồi. Và tiếp đến em sẽ hướng dẫn giới thiệu cho các bác, đó là cách tra cứu đơn hàng của bên Giao hàng Tiết kiệm. Đây là trong app Giao hàng Tiết kiệm đấy. Thì trong app của em thì nó sẽ hiện đầy đủ được thông tin. Nhưng các bác không có app đấy, các bác là khách hàng thì các bác phải vào Google để tìm nhé. Đây, hiện tại bây giờ em sẽ vào một cái đơn hàng gần nhất này. Đây là đơn hàng của bác Phạm Ngọc Tân nhé. Mã đơn hàng là 77. Ba chín bảy ba hai ba. Và tiếp tục mình sẽ vào Google nhé. Và mình vào Google mình đánh là tra cứu đơn hàng Giao hàng Tiết kiệm. Kích vào trang web, kích vào phần tra cứu đơn hàng. Mình sẽ nhập mã vận đơn ạ, 77 397 323. Ok, và trên của trang web của Giao hàng Tiết kiệm sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đấy, và một số thông tin cá nhân sẽ được mã hóa đấy. Thì thông tin thứ nhất đầu tiên là sẽ là ngày giờ bưu tá nhận hàng lấy lại từ shop nhé, và ngày giờ xuất đến từng kho, kho Hải Dương này, kho sau đó nhập kho trung chuyển này, xuất đến kho Phù Lỗ này. Đó, rồi sau đó là ngày giờ cuối cùng mà đã giao cho khách. Đấy, nhiều bác thì rất là thắc mắc bảo tại sao lâu đến, tại vì là thực tế một đơn hàng
khi mà vận chuyển không phải là người ta vận chuyển một nẻo mà đến nơi đến tay được các bác nhé, người ta phải nhập rất là nhiều kho đấy. Thì trong quá trình vận chuyển mà đơn hàng có chậm trễ thì mong các bác thông cảm nhé. Thì bác nào mà muốn biết được là đơn hàng của mình đang đi tới đâu thì các bác có thể là lấy cái mã vận đơn em cho các bác ngay từ lúc đầu ấy, thì các bác có thể là vào trang web trực tiếp để các bác tìm mã vận đơn của mình nhé. Đấy, thì là em chỉ gửi hai bên bên giao hàng chính, đó là bên giao hàng tiết kiệm và bên GNT. Thì mong các bác có thể là theo dõi video này và các bác làm theo hướng dẫn của em. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé.